đến với Ngon Bá Cháy ngày hôm nay. Xin mời quý vị đến với món bánh xèo, mà không phải là bánh xèo truyền thống của Việt Nam đâu nha. Món đó là quá quen thuộc rồi, mà là bánh xèo theo phong cách Nhật Bản, phải nói là rất đặc biệt. Thưa quý khán giả, bánh xèo thật ra chỉ là tên gọi của người Việt thôi. Còn theo tiếng Nhật, bánh xèo có nghĩa là okonomiyaki. Và đây là một món ăn đặc trưng của vùng Hiroshima của Nhật Bản. Ngày nay thì bánh xèo không chỉ có ở Nhật Bản mà còn xuất hiện khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là có mặt tại Việt Nam. Và ở đây thì giới trẻ rất là ưa chuộng món ăn theo phong cách Nhật này. Chào hai bạn. Hai bạn có thể cho mình phỏng vấn chút xíu về món ăn này được không? Cho mình hỏi là bạn ăn món ăn này bạn cảm thấy hương vị của nó như thế nào? Nó rất là mềm nè, với lại là độ giòn của rau củ, với lại đặc biệt là có gừng trong chậu nữa, làm cho mình tạo ít ngán hơn, rất là ngon, khá là hợp khẩu vị của mình. Đúng rồi. Còn bạn cảm thấy là món bánh xèo Nhật Bản này có khác gì với món bánh xèo truyền thống của Việt Nam không? Mình cũng không biết tại sao nó lại tên là bánh xèo nữa, bởi vì mình thấy là nó hầu như nó hoàn toàn không giống gì với bánh xèo của Việt Nam hết. Còn nó khác như thế nào thì mình nghĩ là bạn thử trải nghiệm đi thì nó sẽ thú vị hơn là mình chia sẻ. Cảm ơn hai bạn, chúc hai bạn ngon miệng. Thưa quý vị, chắc chắn là không phải là thực khách như Quỳnh mà quý vị cũng đang rất là tò mò không biết là cách làm nên món bánh xèo Nhật Bản này như thế nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nha. Em chào chị Thảo. Chào em. Nay em vào đây để tìm hiểu quy trình làm món bánh xèo. Cho em hỏi là những cái nguyên liệu mình để trên đây là đều là nguyên liệu của bánh xèo hết? Đúng rồi. Cái này thì em nhìn rất là quen mà em không có nhớ tên. Còn kia là gừng hồng, trứng gà, rồi món màu vàng vàng là gì vậy chị? Cái đó là bột tem ha. Tem và hành baro. Đúng rồi. Còn cái này là cá bào. Cá bào, dạ rồi. Thì bây giờ là bắp cải thì chị đã cắt xong rồi. Bây giờ bắt đầu bắp cải là mình sẽ thái nhỏ ra. Đúng rồi, càng mỏng càng tốt, càng mỏng càng ngon nha. Rồi sau đó là tới công đoạn là pha bột. Bột này là chị nhập khẩu từ Nhật. Đó, để đảm bảo cái bánh xèo là cái món truyền thống của Nhật nên là cái bột là chị phải nhập để nguyên chất nhất có thể, đem cái hương vị Nhật đến với Việt Nam ha. Cái này á, mình chỉ pha đặc đặc thôi, không có lỏng quá. Tại vì nếu mà lỏng quá thì bánh nó sẽ bị nhão, mà nếu mà đặc quá thì cái bánh nó sẽ bị cứng. Rồi tiếp theo là chị sẽ trộn hết tất cả nguyên liệu vô. Mỗi thứ là mình cho ít ít vào. Đúng rồi, đúng rồi. Thì ra đây là cái chảo chuyên dụng để mình làm bánh xèo Nhật hả chị? Mà cái chảo này nó có khác gì chảo bình thường không chị? Sao mà chảo này có thể làm được bánh xèo? Thì chảo này nó làm bằng gang. Nên là cái nó giữ nhiệt, nó tỏa đều hơn. Với lại nó sẽ giữ nhiệt nhẹ, nó không có làm cháy hủng cái bánh. Bánh xèo Việt Nam của mình thì nó sẽ giòn hơn. Còn của Nhật thì nó sẽ mềm hơn và nó xốp hơn. Nó sẽ đặc hơn tại vì ở trong này nó có cái bột và cái bắp cải của nó sẽ ra nó ngọt ngọt. Nó sẽ hoàn toàn nó khác với bánh xèo Việt Nam. Mặc dù cái tên nó giống là do mình, bánh xèo của mình cũng là có bột, cũng là có salad, cũng là có rau, có dế chẳng hạn. Thì còn cái này nó là bắp cải nên nó giống như vậy nên mọi người mới sẽ gọi chung nó là bánh xèo. Chứ còn không thì hoàn toàn chị thấy nó sẽ khác. Như vậy thì chắc là em sẽ thích ăn bánh có vị béo béo, mặn mặn giống như người Nhật. Chị làm cho em cái bánh giống vậy nha. Ok, vậy ra ngoài đợi chị nha. Cảm ơn chị. Hấp dẫn quá quý vị ơi, nóng hổi luôn nha. Bây giờ thì chắc là mình sẽ ăn thử. Thật sự thì đây không phải là lần đầu tiên mà Như Quỳnh ăn món Nhật. Nhưng mà với cái món bánh xèo Nhật này á, nó có cái hương vị rất là đặc trưng.
bình thường do tính chất công việc là phải lên hình cho nên là mình không có dám ăn thả ga, món gì cũng vậy hết, mình chỉ ăn rất là khiêm tốn thôi. Nhưng mà với món bánh xèo Nhật á thì sẽ cho mình ăn hết ga một bữa. Ăn á thì mình mới thấy là có một cái hương vị bột của Nhật nhẹ nhẹ, thơm thơm, quyện với lại mùi trứng, rồi bắp cải nó đem lại cái vị ngọt. Đó, nó là hợp với nhau. Và đúng như chị chia sẻ là không có cần chấm thêm gì hết. Tự những cái nguyên liệu đó nó mang lại cái hương vị riêng. Chỉ cần dùng thêm sốt mayonnaise với lại cái sốt đen á của Nhật thôi là cái bánh nó rất là vừa ăn rồi. Với những bạn nào mình không có thích ăn cơm, không thích ăn phở, không thích ăn bún, rất là thích ăn các loại bánh xèo, bánh cuốn nhưng mà lại ngại cái chuyện là dầu mỡ rồi ăn sẽ dễ bị ngán á, thì bánh xèo Nhật là một trong những cái sự lựa chọn như Quỳnh nghĩ là sẽ phù hợp với đại đa số mọi người hơn. Mặc dù là công đoạn để làm nên món bánh xèo Nhật này cũng khá là cầu kỳ nhưng mà cũng không quá khó để chúng ta có thể tự làm ở nhà vào dịp cuối tuần để chiêu đãi bạn bè hoặc là gia đình của mình. Hay là để đơn giản hơn thì quý vị có thể ra một nhà hàng Nhật và chọn cho mình món bánh xèo với hương vị thơm ngon không thể cưỡng lại. Và đừng quên đón xem số phát sóng tuần sau của Ngon Ba Cháy với một món ăn rất là đặc biệt đó nha.